Sáng 8 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Sau khi thành phố đề xuất, Thủ tướng đã đồng ý áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc thực hiện chỉ thị 16 với Thành phố Hồ Chí Minh là một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp trong lúc này đã được cân nhắc kỹ lưỡng, trao đi đổi lại nhiều lần. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả hơn ở các cấp, các ngành. Với các ổ dịch lớn, trên cơ sở các kinh nghiệm đã tích lũy được, phải có biện pháp, giải pháp khoanh vùng thật nhanh, thật gọn, giải quyết dứt điểm, nghiên cứu cách làm mới trên cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo an toàn cho người dân. Đẩy mạnh công tác vận động, khuyến cáo người dân tích cực thực hiện đúng các giải pháp phòng chống dịch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phòng chống dịch và đẩy mạnh chuyển đổi số. Chỉ thị 16 hạn chế tối đa di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp hết sức tỉ mỉ với Thành phố Hồ Chí Minh để phân luồng, phân tuyến căn cứ vào tình hình dịch tễ từng khu vực, bảo đảm giãn cách xã hội nhưng không gây ách tắc giao thông. Thủ tướng nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế là cần chuẩn bị cho phương án cao hơn, có thể đến 50.000 ca nhiễm COVID-19. Đồng thời lưu ý bệnh viện là pháo đài chống dịch, không để lây lan dịch bệnh từ bệnh viện. Người đứng đầu chính phủ giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan xây dựng kịch bản đến 50.000 ca nhiễm để bố trí đủ nguồn lực. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo việc bảo đảm lưu thông, cung ứng hàng hóa, bám sát tình hình, không gây xáo trộn cuộc sống của nhân dân do thiếu các nhu yếu phẩm. Nhấn mạnh tinh thần, tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 3 hình thức giãn cách. Toàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng theo chỉ thị 16, một số khu vực nguy cơ cao thực hiện phong tỏa, khu vực vùng lõi áp dụng cơ chế như cách ly tập trung. Với vùng lõi nên tiến hành xét nghiệm 3 ngày một lần, với khu vực nguy cơ cao thì 5 đến 7 ngày một lần. Với khu vực khác thì tầm soát lấy mẫu gộp 5 người, lấy mẫu theo hộ gia đình. Cùng với đó, Bộ Y tế khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị 50.000 giường điều trị, bố trí riêng các khu điều trị tập trung cho bệnh nhân không có triệu chứng, chiếm khoảng 70% tổng số ca nhiễm. Tất cả các bệnh viện trên toàn thành phố sẵn sàng điều trị bệnh nhân nặng. Khu cuối cùng là điều trị bệnh nhân nguy kịch, gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong tháng 7 sẽ có 8,7 triệu liều vaccine về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận có dịch, ưu tiên lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, ưu tiên người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền. Việc tiêm chia thành nhiều điểm nhỏ và chia theo khung giờ thay vì tập trung điểm lớn, bố trí 30 xe tiêm chủng lưu động cho một số khu vực dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã khảo sát, đánh giá khả năng bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại hơn 2.800 điểm cung ứng và 28.000 cửa hàng bách hóa. Thành phố cũng đã chuẩn bị khoảng 400 xe taxi phục vụ người dân có nhu cầu đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp cứu. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.